Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2020 hiện đang được giao bán với mức giá chỉ 820 triệu. Chiếc xe này thuộc phiên bản G, được nhập khẩu từ Thái Lan, có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, với quãng đường đã di chuyển là 45.000 km. Khi mới ra mắt, giá niêm yết phiên bản G là 1 tỷ lẻ 29 triệu. Tổng chi phí để sở hữu chiếc xe này thời điểm đó dao động khoảng 1, .1 tỷ mốt. Có thể nhận thấy, sau 4 năm sử dụng, chiếc Camry đã mất giá khá nhiều dù vậy đây vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng Toyota Camry 2020 có kích thước tổng thể dài 4.885mm rộng 1840mm và cao 1. 1445mm với chiều dài cơ sở đạt 2. 2825mm và khoảng sáng gầm xe là 140mm khi nhìn từ phía trước chiếc xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt rộng kết hợp với cản trước lưới tản nhiệt được thiết kế với các nan nhựa phủ màu bạc nhũ xếp thành lớp Đèn Fabi LED Projector tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như tự động bật tắt, cảnh báo đèn sáng, cân bằng góc chiếu tự động và đèn chờ dẫn đường. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đèn LED ban ngày, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mạ chrome, la răng hợp kim 17 in, cụm đèn hậu LED, đèn báo phanh trên cao và ống xả đơn. Bên trong, Toyota Camry 2020 gây ấn tượng với thiết kế nội thất không đối xứng đầy cá tính nhưng vẫn mang vẻ cao cấp và sang trọng nhờ các chi tiết viền kim loại, ốp gỗ và mặt panel sơn đen piano. Những tiện nghi nổi bật trên Camry bao gồm vô lăng 3 chấu bọc da, đồng hồ lái Optitron, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm và phanh tay điện tử. Hệ thống ghế ngồi được bọc da hoàn toàn, với ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai có tựa tay khay đựng ly và rèm che nắng kính sau chỉnh điện. Dưới nắp capo, Toyota Camry 2020 phiên bản G được trang bị động cơ xăng dung tích 2 lít lít, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô men xoắn cực đại 199 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Về trang bị an toàn, xe có 7 túi khí, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, cảm biến lùi, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau